giảm giá, dân Thái hưởng lợi. Chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ điện tử tiêu dùng lớn nhất Thái Lan Com7 đang đạt mức tăng trưởng cao. Com7 đạt giá trị thị trường ít nhất 500 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu của Bloomberg, tăng trưởng của Com7 một phần nhờ đồng bạc mạnh lên. Mặt hàng smartphone và đồ điện tử bán chạy hơn nhờ mức giá hấp dẫn. Com7 từng làm việc với Apple, Samsung và Huawei, đề xuất giảm giá sản phẩm sau khi đồng bạc tăng cao. Từ đầu năm, đồng bạc đã tăng thêm 5,5% giá trị, mức tốt nhất trong các đồng tiền châu Á. Nhờ đó, doanh thu thuần của Com7 từ tháng 4 đến tháng 6 đạt mức 9,5 triệu đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là doanh thu tốt nhất của chuỗi cửa hàng này tính từ năm 2015. Tuy nhiên, đồng bạc mạnh lên không hẳn khiến người Thái mừng rỡ, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này có mức tăng trưởng cực thấp trong quý 2 năm nay, thấp nhất trong 5 năm qua khi xuất khẩu và du lịch bị ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung và đồng tiền trong nước mạnh lên.